Sản phẩm mà ngày hôm nay Roxy Việt Nam muốn giới thiệu với tất cả các bạn đó chính là một chiếc lò nướng kết hợp hấp có mã số là VKXG6A do hãng Wayland sản xuất. Chắc hẳn đối với những đầu bếp thì các bạn cũng biết rằng là nếu có một chiếc lò nướng kết hợp hấp rất là tốt thì đây sẽ thực sự là người trợ thủ vô cùng đắc lực trong căn bếp của các bạn. Với một thiết bị không thể thiếu được như thế này thì sẽ giúp các bạn thực hiện những món nướng và hấp một cách rất là nhanh chóng và tiện lợi. Trên thị trường lò nướng kết hợp hấp tại Việt Nam như hiện nay thì đang có rất nhiều các nhà cung cấp với đa dạng các loại mẫu mã khác nhau cả về kích thước và chủng loại. Khách hàng thì không thể nào chắc chắn về chất lượng của sản phẩm. Chúng tôi hy vọng rằng qua clip này sẽ giúp các bạn có thêm một chút kiến thức để có thể lựa chọn ra cho mình một chiếc lò nướng thích hợp. Với chiếc lò nướng kết hợp hấp Wayland có mã số VKXG6A thì đây là một sản phẩm do hãng Wayland sản xuất, sử dụng nguyên liệu chính là ga. Chiếc lò nướng mã số VKXG6A, sản phẩm có kích thước theo chiều dài rộng cao đó chính là 950 x 800 x 900mm. Sử dụng nguyên liệu chính là ga và nguồn điện 220V 50Hz với công suất lên tới 10kW/1 giờ cho việc nướng và hấp. Với chiếc lò nướng kết hợp hấp VKXG6A như thế này, các bạn có thể thấy rằng sản phẩm được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp, có vỏ ngoài được làm hoàn toàn bằng inox, giúp sản phẩm có độ sáng bóng và vệ sinh dễ dàng sạch sẽ, đồng thời lại không phát sinh khói trong quá trình hoạt động do không sử dụng than củi tự nhiên mà vẫn giữ được đặc trưng hương vị của các món nướng hấp truyền thống. Sản phẩm có thể điều chỉnh mức nhiệt độ sao cho phù hợp. Bên trong lò thiết kế rộng và có thể thay đổi được các đợt cao của các đợt nướng. Chúng ta có thể dễ dàng tháo lắp và làm sạch sau khi sử dụng. Đây quả thực là một sự lựa chọn hàng đầu cho những chủ đầu tư, nhà hàng, quán ăn, không chỉ bởi sản phẩm có chất lượng rất tốt mà giá cả vô cùng hợp lý. Các bạn nếu có nhu cầu tư vấn hoặc mong muốn sở hữu cho mình chiếc lò nướng VKXG6A thì hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại bên dưới nhé. Với chiếc lò nướng kết hợp hấp VKXG6A như thế này, các bạn có thể dễ dàng nướng thịt, nướng các loại bánh, các loại rau, củ, quả, hải sản rất là thơm ngon và hấp dẫn. Còn dưới đây là một số hình ảnh cụ thể về hãng Wayland, mọi người có thể tham khảo thêm về hãng. Xin chào tất cả các khách hàng và các bạn quan tâm đến chuyên trang của Roxy Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những người bạn hàng, đối tác lâu năm của chúng tôi. Họ là những hãng sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp nổi tiếng hàng đầu của thị trường bếp công nghiệp quốc tế. Và ở chuyên đề này, Roxy Việt Nam xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về hãng sản xuất máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp Wayland, một trong những tập đoàn danh tiếng hàng đầu đến từ Trung Quốc. Wayland là một trong những công ty hàng đầu tại Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp. Nhà máy của Wayland có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp tiên tiến với dây chuyền hiện đại, với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành, chuyên nhất xuất nhập khẩu hàng hóa, Roxy Việt Nam đã nhận được sự cho phép của Wayland phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Wayland tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin về hãng Wayland mà chúng tôi muốn giới thiệu với tất cả các quý khách hàng. Kinh nghiệm, chất lượng, hiệu suất, độ tin cậy, đó chính là những điểm mạnh của các sản phẩm Wayland. Wayland là những người bạn đồng hành đối với sự thành công của quý khách hàng. Với kiểu dáng đơn giản, công nghệ và sự cải tiến đi cùng với việc nghiên cứu không ngừng nghỉ của các chuyên gia có khả năng đáp ứng tất cả các yêu cầu của các khu dịch vụ ăn uống trên toàn châu Á. Wayland cung cấp hàng loạt các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của cả những người dùng khó tính nhất với hệ thống máy móc hoạt động một cách chuyên nghiệp, luôn dẫn đầu thị trường về hiệu suất hoạt động và bảo vệ môi trường. Wayland đặc biệt chú trọng đến thiết kế để làm nổi bật sự phát triển công nghệ sản phẩm mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Kể từ những năm đầu hoạt động, Wayland đã đi vào sản xuất các loại máy móc chế biến thực phẩm như lò nướng điện, lò nướng ga, máy trộn bột, máy cán vỏ bánh pizza, máy cắt rau, củ quả, format, bếp chiên nhúng điện, bếp chiên nhúng ga, v.v. Về nghiên cứu, Wayland đã không ngừng tìm kiếm các loại vật liệu mới phù hợp cho việc sản xuất máy chế biến thực phẩm. Wayland đã thử nghiệm các giải pháp mới và đưa ra các hình dạng mới cho các sản phẩm. Về thiết kế, nghiên cứu của Wayland trong xu hướng thị trường mới cho phép việc cung cấp đổi mới các giải pháp và mẫu mã để phù hợp với nhu cầu của thị trường. Về sản phẩm của Wayland được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng của nội địa Trung Quốc và thị trường quốc tế.
Dưới đây là một số hình ảnh về tập đoàn Wailan. Các bạn có thể thấy rằng là để cho ra đời những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất, mang những hàm lượng kỹ thuật cao, tập đoàn Wailan đã phải có những nhà máy to lớn, hiện đại cùng với dây chuyền sản xuất chất lượng cũng như một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật lành nghề. Với những kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp, Wailan đã được phát triển thông qua một con đường quy hoạch nhằm mục đích sản xuất máy và xây dựng kỹ thuật máy móc với độ chính xác cao, vật liệu sản xuất cũng đạt tiêu chuẩn chất lượng. Wailan ngày nay là một nhà lãnh đạo trong việc sản xuất các thiết bị nhà bếp công nghiệp. Đối với mỗi lĩnh vực cụ thể, Wailan đã tạo ra từng loại máy móc công nghệ cao với các phụ kiện được thiết kế đặc biệt cho từng nhu cầu. Sức mạnh của Wailan đó chính là luôn sẵn sàng phục vụ cho các khách hàng những loại máy móc đa dạng tùy thuộc vào các loại cách sử dụng. Với những tính năng này cho phép khách hàng chọn từ một đến hàng loạt các sản phẩm khác nhau, tất cả đều được xây dựng với chất lượng, uy tín cao và phù hợp với mọi hoàn cảnh trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào. Hiện, Rossi Việt Nam đang là đại diện thương mại chuyên nghiệp cho Wailan tại Việt Nam. Chúng tôi đã cùng với Wailan tham gia cung cấp các thiết bị nhà bếp công nghiệp cho rất nhiều dự án hàng đầu tại Việt Nam. Nếu công ty bạn là một khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng hay bệnh viện trường học hoặc trung tâm hành chính, các bạn hãy lựa chọn ngay Wailan cho công việc của mình như một quyết định khôn ngoan nhất với chất lượng đẳng cấp hàng hóa xuất xứ đến từ những tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc. Rossi Việt Nam khẳng định sẽ đem đến cho quý khách hàng sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp công nghiệp. Rossi Việt Nam chúng tôi, nhà phân phối máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn có mối quan hệ hợp tác và thân thiết với 150 công ty cũng như tập đoàn chuyên sản xuất máy chế biến thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phương châm làm việc của chúng tôi đó chính là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị dành cho công việc của quý vị, giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, khơi nguồn đam mê và kiến tạo nên sự thành công. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của Rossi nói chung và sản phẩm dịch vụ của Wailan nói riêng. Để theo dõi và biết thêm thông tin chi tiết của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây: website rossi.vn, Facebook www.facebook.com/rossivietnam, hoặc các bạn có thể click trực tiếp vào channel Rossi Việt Nam của chúng tôi trên YouTube. Để cập nhật những chương trình khuyến mại và giá tốt nhất về sản phẩm cũng như dịch vụ của Wailan, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các số điện thoại dưới đây. Chúng tôi có hỗ trợ Viber, Zalo, showroom miền Bắc 0912-863-364, showroom miền Nam 0868-998-663, tổng kho bán buôn 024-8586-7812, hợp tác kinh doanh 0989-999-884, email info@rossi.vn. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế Rossi Việt Nam, địa chỉ số 283 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về Wailan, một trong những tập đoàn hàng đầu tại Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất máy chế biến thực phẩm công nghiệp. Các bạn hãy like clip và subscribe channel của Rossi Việt Nam nếu thấy hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề sắp tới.